Trong dòng chảy bất tận của thời gian, qua bao biến thiên của lịch sử, Hội An vẫn lung linh đêm hội sông Hoài và huyền diệu màu di sản. Đối diện với khủng hoảng y tế trầm trọng nhất thập kỷ của nhân loại, bắt nhịp với nhịp sống bình thường mới, Hội An vẫn chuyển mình thức giấc. Hội nhập, thắp sáng Hội An. Dần thoát khỏi bóng đêm dịch bệnh Covid-19, chương trình Hội nhập thắp sáng Hội An một lần nữa đánh thức lại vẻ đẹp của đô thị cổ này. Rất lâu rồi, du khách và người dân Hội An mới được sống trong không khí náo nhiệt của âm nhạc và ánh sáng. Đúng như tên gọi của chương trình Hội nhập thắp sáng Hội An, tại tất cả tuyến đường phố cổ mà đoàn diễn viên đi qua, những chiếc đèn lồng dằng mắt sáng lung linh mời gọi du khách đến chiêm ngưỡng. Tại địa điểm trở thành biểu tượng của Hội An, chùa Cầu, những gánh đèn lồng khổng lồ màu sắc rực rỡ cũng được bố trí sắp đặt tại những vị trí đẹp để du khách thưởng lãm. Anh có thể chia sẻ nét đặc sắc nhất của chương trình mà anh muốn gửi đến khán giả được không ạ? Cái nét đặc sắc và khác biệt là trước đây Hội An ở trong phố cổ thì có một sự yên tĩnh, trầm lắng và du khách đến cũng vì có một sự trải nghiệm, một sự yên bình. Tuy nhiên thì để cho Hội An làm mới mình thì chúng tôi đưa đến những cái hoạt động nó sôi nổi, nó nhộn nhịp. Đấy là một sự khác biệt so với Hội An của những thời gian vừa trước. Và chính vì thế thì các cái hoạt động biểu diễn tại phố cổ, chúng tôi đưa những cái trích đoạn, những cái màn cảnh của show Ký ức Hội An đưa ra phố cổ để biểu diễn trên thực tế trên phố cổ, cũng như cái hoạt động biểu diễn mini show với những cái câu chuyện, những cái tích của Hội An xưa trên một cái cách kể chuyện hiện đại hơn bằng nghệ thuật, bằng cái sự khiêu vũ và sự đam mê của các nghệ sĩ. Chương trình thực cảnh Ký ức Hội An tham gia trình diễn trên phố cổ không chỉ giúp du khách có cơ hội thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đẳng cấp mà còn góp phần chung tay cùng thành phố thắp sáng Hội An bằng âm nhạc và sự quyến rũ của đèn lồng. Qua đó mang đến nguồn sinh khí mới, tạo cú hích cho du lịch Hội An hồi sinh, phát triển. Chị hãy chia sẻ cảm xúc của mình tối nay khi mà sau khi trình diễn với các bạn diễn viên ở đây. Mình xin chia sẻ cảm xúc của mình khi mà tối nay cùng với các bạn trình diễn tại đây, cùng với các bạn diễn viên ở đây. Thì với tư cách là một nhà thiết kế thì mình cái cảm xúc của mình thì không thể nói được. Mình bay từ Hà Nội vào trong đây, mình thấy cảnh quan ở đây rất là đẹp. Và cái thứ hai, các bạn diễn ở đây rất là tuyệt vời. Các cái bộ sưu tập thì các bạn người mẫu đi những cái đường cong rất uyển chuyển, tạo cái đường nét của người phụ nữ Việt Nam rất là duyên dáng. Và cái thứ hai nữa là thể hiện cái bản sắc văn hóa của đất nước mình qua cái thông qua cái áo dài Việt Nam ấy, nó tuyệt vời, mình không thể tả hết được cái cảm xúc ý đâu ạ. Ngoài chương trình đêm phố cổ, chương trình Hội An thức giấc vào đêm rằm hàng tháng với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật đường phố, trình diễn thực cảnh của công viên ấn tượng Hội An và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, các hoạt động văn hóa, dân ca, bài chòi mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Vẫn là một Hội An, vùng đất hội tụ an lành sau biết bao biến cố. Lần đầu tiên, Hội nhập thắp sáng Hội An được biểu diễn trên phố cổ với trích đoạn Bến bờ đã làm sống lại không gian huyền ảo của cảng thị Hội An những năm đầu thế kỷ 20, để lại trong lòng người dân và du khách gần xa những cảm xúc khó quên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức nhằm đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ và phục vụ kích cầu du lịch như một sản phẩm văn hóa du lịch mới của Hội An. Hội nhập thắp sáng Hội An đã một lần nữa trao cơ hội được tận hưởng những giá trị riêng có của di sản văn hóa thế giới cho những ai yêu mến miền cổ tích này.
Hội nhập thắp sáng Hội An một lần nữa trao cơ hội được tận hưởng những giá trị riêng của di sản văn hóa thế giới cho những ai yêu mến miền cổ tích này.